Chào mừng các bạn, xin chào bà con. Lần đầu tiên cho đại nhân Trần Duy gửi tất cả vì các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 28 tháng 8. Cũng như thị trường Duy sẽ điểm qua thông tin về giá tôm cũng giống như là một số biến động về thị trường và chúng ta đang gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng lên. Giá tôm trong buổi ngày hôm 28 tháng 8 tại khu vực đó là miền Nam Việt Nam hay là khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau cụ thể như sau. Duy sẽ điểm qua về thông tin đó là giá xây 20 con một ký hiện tại là 200.000 một ký và xây 25 con hiện tại là 148.000 một ký và 30 con một ký ngày hôm nay đó là 125.000 và xây 40 con một ký ngày hôm nay đó là 108.000 và xây 50 con hiện tại đó là 90.000 một ký và xây 60 con ngày hôm nay đó là 80.000 và xây 70 con hiện tại là 82.000 và giá tôm hiện tại thì cũng đang ở mốc rất thấp. Và như chúng ta thấy thì giá tôm này hình như là trong rất nhiều năm vừa qua đây là giá tôm thấp nhất và chưa có giai đoạn nào mà thấp nhất trong như giai đoạn này và bà con nuôi tôm thật sự đang giai đoạn rất nhiều khó khăn và chúng ta cũng phải suy nghĩ tích cực lên tại vì đây là một khó khăn chung. Như chúng ta thấy tất cả ngành tôm chúng ta thì đều gặp tất cả trong chuỗi cung ứng cũng giống như là trong chuỗi sản xuất tôm thì hình như là đơn vị nào cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Nói về doanh nghiệp chế biến hiện tại cũng rất nhiều khó khăn. Nói về lái đi lại thì đi lại. Nói về thương lái thì hiện tại đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đặc biệt hơn thì bà con nuôi tôm chúng ta cũng đang gặp khó khăn về giá. Bán con tôm rất khó. Ở từng địa phương thì hiện tại thì nhằm địa phương bán tôm rất khó. Cụ thể như là thành phố Bạc Liêu hiện tại vào ngày hôm nay chúng ta cũng đang gặp khó khăn về việc bán tôm. Và việc chuyên chở thức ăn hay là vật tư nuôi tôm, thuốc men cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thì đó là cái ngành tôm chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Thì trong thời gian vừa qua thì vào những ngày vừa qua, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản FASEP đã gửi công văn cũng giống như là gửi kiến nghị đến chính phủ thì để có phần nào để làm sao chính phủ hỗ trợ cho ngành tôm chúng ta cũng giống như là cứu vãn đến ngành tôm. Nếu không khéo trên đà này thì ngành tôm sẽ nguy cơ có một nguy cơ là đổ vỡ rất cao. Thì Hiệp hội Chế biến Thủy sản trong thời gian vừa qua thì cũng đã nỗ lực rất nhiều để mà giải quyết bớt khó khăn cho ngành tôm chúng ta. Hy vọng rằng ngành tôm chúng ta sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới ở một cái ngày đó là dịch ổn định trở lại. Thì đa số trong giai đoạn này thì chúng ta đang gặp khó khăn về dịch bệnh chứ không phải khó khăn vấn đề gì cả. Tại vì cái nhu cầu thị trường trên tôm bây giờ rất cao. Người tiêu dùng hiện tại thì là mua con tôm rất khó khăn và đặc biệt hơn là giá rất cao. Đặc biệt là dân thành phố Hồ Chí Minh hay là những thành phố thì bây giờ là người tiêu dùng không chạm được con tôm mà trong khi đó là ao tôm bây giờ còn tôm rất nhiều nhưng mà không bán được, khó bán được. Thì nằm ở chỗ là do đường xá đi lại, do dịch bệnh rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng phải xây dựng một cái niềm tin là một ngày không xa. Thì sau khi mà giải quyết được dịch bệnh cũng giống như là sau khi truy vết được dịch bệnh và giảm áp lực dịch bệnh tại khu vực đó là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau hay là khu vực miền Nam Việt Nam, khu vực miền Tây mình thì giá tôm mình sẽ tốt trở lại. Thì trong những ngày gần đây thì tất cả chúng ta đang đối phó dịch bệnh cũng giống như là chúng ta đang chung tay để chúng ta chống dịch. Thì hy vọng rằng chúng ta nỗ lực hết mình ở từng cá nhân cũng giống như là từng đơn vị để làm sao chúng ta hết dịch càng sớm càng tốt thì giá tôm sẽ tăng lại càng sớm càng tốt. Thì đó là giá tôm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì tiếp theo phần bản tin thủy sản Duy sẽ điểm qua về thông tin giá giống. Thì một thông tin rất là vui tại vì trong giai đoạn này thì có tất cả các công ty giống đã hỗ trợ bà con rất nhiều và cũng giống như là đã hỗ trợ về khuyến mãi rất nhiều để chúng ta giảm chi phí để chúng ta thả những đợt tới. Và nếu chúng ta có tầm không chúng ta có một cái tầm nhìn thì hiện tại nếu mà đây thả tôm ngay giờ này thì tới giai đoạn là cuối năm thì thông thường cuối năm thì giá tôm rất cao nếu chúng ta giải quyết được dịch bệnh. Thì trong thông tin khuyến mãi và giá giống ngày hôm nay, đầu tiên như sẽ nói về công ty CB hiện tại là giá 50%, giá hiện tại là 154 đồng và đang khuyến mãi 50%. Công ty Việt Úc đó là giá 135 đồng và công ty Việt Úc cũng đang khuyến mãi đó là 50%. Và công ty giống Hoàng Lộc hiện tại là Hoàng Lộc công nghệ cao giá 120 đồng và Hoàng Lộc tiêu chuẩn giá 112 đồng và hiện tại khuyến mãi là 70%. Và nói về tôm càng xanh toàn đực hiện tại là giá 180 đồng tại khu vực đó là miền Nam Việt Nam. Thì đó là thông tin thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 28 tháng 8 ngày
còn chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta hết tháng 8 này. Và hy vọng trong thời gian tới giá tôm sẽ tốt hơn. Và Duy cũng giống như mọi người cũng đang giai đoạn vượt qua một cái giai đoạn hết sức khó khăn. Và chúng ta cứ suy nghĩ rằng đó là qua cơn nguy kịch thì chắc chắn một điều là tới hồi thế lại. Thì cầu mong ngày mai nó sẽ sáng hơn. Và tất cả chúng ta cũng đều hy vọng một điều này. Và xin chúc cho quý vị các bạn một vụ mùa thật sự thành công, cũng giống như là có gặt hái được nhiều sức khỏe trong vụ mùa này. Và xin chào quý vị các bạn, và hẹn gặp lại toàn thể quý vị các bạn. Và xin chào.